Mình sẽ chia sẻ cách làm bánh mì nhé, bánh mì chuột nhé, bằng cái men khô này nhé, men ở khô này. Các bạn dùng cho mình, ở đây mình sẽ dùng 5 g men khô này, là nửa gói này, với 150 ml nước, 150 ml nước. Mình ngâm men trước để men nó hoạt động. Và 12 g đường. Sau đó mình sẽ cho bột mì vào. Bột mì thì các bạn cho mình 250 g, 10 g đường. Để đợi bột, đợi cho men nó hoạt động nó lỏng. Thì sau đó mình sẽ cho bột mì. Ở đây mình dùng bột mì đa dụng cao cấp nhé. Gói bột mì này nó rất là rẻ đâu, khoảng 8.000 một gói ấy, 500 g. Thì mình dùng nửa gói là 250 g nhé. Các bạn để cho cái bột này, cái men này nhé, nó nghỉ khoảng 15 đến 20 phút đấy. Sau đó mình mới cho bột vào. Khi chờ men nghỉ nhá, thì các bạn dùng cho mình 250 g bột mì. Các bạn hòa với mình thêm một chút muối vào nữa, muối hạt trắng nhé. Cho mình khoảng 3 g muối. Muối hạt trắng này, nhưng mà nó mịn nhá. 5 g giấm, là 1 thìa cà phê giấm. Cái công thức này đơn giản lắm ạ. Năm gram giấm và 10 g dầu ăn nhé các bạn nhé. Các bạn đảo đều cái phần bột mì này, giấm này, dầu ăn này, muối này lên nhé. Cho nó hòa quyện vào nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cho đây cái men này, khi mà nó đã tan hoàn toàn, nó đã bắt đầu nó nghỉ được rồi, khoảng 15 phút rồi. Thì 150 g nước và men này chúng ta đổ từ từ đi. Đổ từ từ vào. Các bạn đổ từ từ nhé, để cho nó không bị ướt quá mà nó hòa từ từ vào. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm bánh mì chuột này, nó là cái cách làm đơn giản nhất nhé, để chúng ta làm. Các bạn đổ từ từ, các bạn quấy cho mình. Không cần máy nhào bột, chúng ta nhào bằng tay cũng được nhé. Cứ làm theo cách của mình. Các bạn lưu ý là các bạn để một ít bột lại nhé, để khi mà chúng ta nặn bánh, nó mà có cần bột áo thì chúng ta để lại một ít nhé. Và khi mà nhào này mà bột ướt quá thì chúng ta pha thêm vào. Đổ lốt cái nước đi vào, nước men vào. Bây giờ chúng ta nhào bột. Các bạn dùng tay các bạn nhào nhé, nhẹ nhàng các bạn nhào để cho bột hòa quyện vào nhau. Sau đó chúng ta, và không dính tay, sau đó chúng ta mới cho bột nghỉ đến khi bột lở gấp đôi hoặc là nghỉ trong vòng ít nhất là 1 tiếng cho mình. Các bạn nhào bột đấy đến khi mà cái bột của chúng ta nó dẻo nên nó không dính tay. Mình nhào ít nhất là 10 phút thì bột mới đạt được cái độ mà chúng ta muốn nhé. Còn có cái máy mà nhào bột thì tốt. Còn không thì chúng ta cứ nhào tay như này, khoảng 10 phút là bột nó không hề dính tay nữa. Và nó thành một khối mịn như này là được. Khi các bạn thấy này, bột của chúng ta nó không hề dính tay này, này. Đấy. Và nó thành một khối mịn như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột thành một khối tròn. Và mình cho ít dầu ăn, mình xoa lên cái mặt bột này. Rồi để cho bột nghỉ nhé.
trong vòng 1 tiếng hoặc là bột lở gấp đôi trở lên. Các bạn xoa cho mình một chút dầu ăn lên cái mặt bột, khoảng 1 thìa cà phê đó. Xoa đều lên cái mặt bột này để chúng ta giữ được cái bột của chúng ta nó không bị mất nước, không bị khô. Và bây giờ mình sẽ để bột nghỉ trong vòng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng cũng được nhé. Và lấy cái màng bọc bọc để cho bột nó không bị khô. Khi bột nó nở gấp đôi thì mình quay lại nhé. Khi mà bột đã nghỉ được 1 tiếng này, các bạn thấy nó phồng lên như này rồi, phồng gấp đôi rồi, hơn gấp đôi cũng càng tốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ giả một ít bột lên cái mâm này và lấy cái ngăn bột để chúng ta ngăn bột, chia bột nhé. Ít bột áo một chút thôi, không cần nhiều đâu. Với cái phần bột này các bạn coi, nó xốp lên rồi, rất là được rồi. Này các bạn, bây giờ chúng ta dùng con dao, chúng ta sẽ chia bột ra rồi chúng ta lăn bột nhé. Nhìn này, bột rất là xốp, rất là ngon và rất là thích ạ. Bột nó kêu bồm bột như vậy là được nhé. Bây giờ chúng ta dùng con dao này, chúng ta sẽ chia bột ra thành các phần. Vì hôm nay là mình dùng làm bánh mì nhỏ, nghĩa là bánh mì mini ạ. Thế nên mình sẽ chia bột nhỏ thôi ạ, nhỏ bằng lửa. Cái bột bánh mì to mình là hay làm, hay là ăn ấy. Bây giờ khi mà chia bột được rồi nhé, thì các bạn dùng cái lăn bột, các bạn lăn bột cho mình. Lăn bột cho mình nhé, lăn mỏng ra cho mình nhé. Lăn mỏng và đều cho mình. Rồi, bây giờ lăn xong này rồi nhé. Bây giờ các bạn véo bột ra cho mình, kéo bột ra cho mình. Các bạn gập lại nhà. Nhẹ nhàng các bạn quấn lại thành viên thoi, hình thoi như vậy. Và giờ các bạn nắn những cái đầu này lại với nhau. Nắn lại để cho bột nó không bị hở. Rồi chúng ta lấy một cái đĩa, chúng ta đặt bánh vào. Nhẹ nhàng các bạn nắn này cho nó khít vào nhau và nó thành cái hình như con thoi, như con tằm ấy. Bây giờ mình sẽ cho vào cái đĩa. Bây giờ các bạn cho vào cái đĩa cho mình nhé, như này. Và mình sẽ phết một ít dầu ăn lên trên để cho bánh của chúng ta nó không bị khô. Và chúng ta sẽ lại lấy cái màng chúng ta bọc lại và để bột nghỉ cho mình 40 phút nữa thôi. Các bạn phết cho mình một chút dầu ăn nhé, để cho bột nó không bị khô ấy. Đấy, như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm những cái khác tương tự và mình để bột nghỉ 40 phút nhé. Đây, những cái khác thì các bạn cũng làm tương tự cho mình nhé. Các bạn không dùng bột áo thì các bạn có thể dùng một chút dầu ăn cũng được nhé.
Còn nếu mà dùng bột áo thì không cần dùng dầu ăn nữa, để cho nó không bị dính nhé. Bột rất là dẻo ngon ạ. Người ta dùng cái cán này thì mục đích là cái cán này để làm cho bột nó đều ấy. Rồi, đây là cán như vậy xong nhé. Các bạn kéo ra, sau các bạn lại gấp lại. Và nhẹ nhàng các bạn gấp lại cho mình. Tương tự như cái vừa nãy, các bạn lại xoay cho mình nhé. Và bây giờ chúng ta dí các mét bột lại với nhau, làm sao để nó thành cái hình con thoi như này được được các bạn. Rồi bây giờ mình lăn lại cho bột nó thành một khối. Và giờ các bạn lại phết một chút dầu ăn lên trên để cho bột nó không bị khô. Và khi nướng thì chúng ta phải xịt nước vào nhé, để cho bột không bị khô khi nướng. Đây là cái thứ hai. Tiếp tục làm tương tự nhé. Đây là cái thứ ba. Vì mình dùng lò chiên không dầu và mình cũng không có khay nướng ấy, cho nên mình đơn giản mình cứ cho vào cái đĩa như thế này. Bây giờ mình bọc cái màng bọc lại và mình lại để bột nghỉ khoảng 40 phút. Những cái khác này các bạn vẫn làm tương tự cho mình nhé. Mình được 9 cái bánh mì chuột, bánh mì nhỏ như này nhé. Các bạn lấy cái khăn ẩm ấy, các bạn úp lên nhé. Hoặc là các bạn xịt nước vào rồi các bạn úp một cái bát, úp ngược lên để cho nó không bay hơi nước đi, để cho nó không bị khô. Hoặc là lấy cái khăn ẩm các bạn đậy lại. Chúng ta sẽ để như này khoảng 40 phút để cho bột của chúng ta nó nghỉ và nó không bị khô ấy. Đây các bạn xịt ít nước vào như vậy và bột của chúng ta nó sẽ nở gấp đôi. Đây được 9 cái như vậy. Các bạn có thể đậy một cái bát như vậy úp lên, hoặc là lấy cái khăn ẩm các bạn úp lên nhé. Và bây giờ chờ đợi 40 phút sau mình đi nướng nhé. Khi đợi cái bột này nó nghỉ ấy, thì nghỉ được 20 phút rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một con dao sắc nhọn nhé, hoặc là con lưỡi con dao lam nhé. Các bạn sạch đây cả giữa này như này, để khi mà chúng ta nướng bánh xong ấy thì bánh của chúng ta nó nứt cái phần giữa này ra, nhìn nó rất là đẹp và ngon nhé. Lấy khăn ẩm chúng ta phủ lên và đợi thêm 20 phút nữa. Mình ủ được 20 phút rồi, bây giờ ủ thêm 20 phút nữa. Và trong khi chờ đợi đấy thì mình sẽ cho một ít nước vào cái đáy của nồi chiên không dầu, để mình bật cái nồi chiên không dầu lên cho nó nóng lại nhé. Các bạn cho mình một chút nước vào dưới đáy của cái nồi chiên này nhé, không dầu này nhé. Và chúng ta bật lên khoảng 10 phút trước khi nướng để cho nó nóng. Khi bánh mà đã lở ra thêm rồi nhé, và khoảng 40 phút rồi khi mà mình nặn xong, thì bây giờ mình lại xịt thêm nước vào, để khi bánh nướng nó không bị khô. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái lò nướng hay là cái nồi chiên không dầu của mình để mình nướng lên nhé. Và các bạn lưu ý là nướng cho mình trong vòng cứ 5 phút là các bạn mở ra, các bạn xịt nước vào nhé. Và nướng ở cái lò chiên không dầu thì mình chỉ nướng nhiệt độ là khoảng 140-150 độ thôi nhé. Còn lò nướng thì các bạn phải dùng 200 độ. Cứ 5 phút mình xịt nước một lần. Khoảng đến khi mà bánh nó vàng thì mình sẽ lật bánh và đổ hết cái nước ở dưới ra để mình nướng thông thường, để cho bánh của chúng ta nó giòn. Và cứ 5 phút thì lại xịt nước.
Cái nào nướng nó đã nóng rồi và cái hơi nước ở dưới nó cũng bốc lên ấy. Thì bây giờ các bạn đặt cho mình bánh vào trong. Và bây giờ mình đi nướng. Khi mình nướng ấy các bạn, mình đã nướng được 3 lần, mỗi lần 5 phút này, nó đã bắt đầu vàng lên như này rồi này. Bây giờ các bạn đổ hết cái nước ở dưới khay này đi nhá. Và mình chắt hết nước ấy đi và mình sẽ lật mặt bánh để mình nướng cái mặt sau cho giòn. Bây giờ các bạn nướng cái mặt sau nhá. Nếu có cái giấy lên đặt xuống thì khi mình ấy lên thì nó sẽ không bị xước ở dưới như này. Nướng mặt sau mình cũng cứ nướng 5 phút thì mình xịt nước một lần. Bây giờ trước khi nướng mình xịt nước nhá. Bây giờ mình cũng xịt nước nhá. Và mình cứ 5 phút này các bạn lại lật lại xịt nước một lần. Và bây giờ mình nướng để cho hai mặt đều vàng giòn nhé. Và cũng nướng ở cái nhiệt độ cho mình là 140 đến 150 độ. Đây các bạn, khi mà nướng xong nhé, mình lật lại như này nhé. Đấy, cái gì của mình rất là ngon rồi. Và những cái kia mình sẽ nướng tương tự nhé. Bây giờ mình bỏ cái này ra để ăn thử lại. Đây ạ, đây là gọi là bánh mì chuột đấy. Nó nhỏ xíu hoặc là bánh mì mini đấy ạ. Bé nhà mình rất là thích ăn những cái bánh mì như thế này ạ. Và giờ mình sẽ bóc thử để ăn nhé. Mình sẽ bẻ ra nhé, thử nhé cho bạn xem. Và nó vẫn còn nóng. Nhìn này, bên trong thì xốp rất là ngon. Bên ngoài thì vỏ rất là giòn. Và những cái khác mình làm tương tự nhé các bạn nhé. Các bạn thích thì hãy làm giống mình để có những cái phần bánh mì rất là ngon cho gia đình nhé.